Binh sĩ Nhật ngày 11 tháng 11 tiến hành các cuộc diễn tập phi đạn trên một hòn đảo nằm ở cửa ngõ ra Thái Bình Dương, trong khuôn khổ cuộc diễn tập quân sự khổng lồ làm bất an Trung Quốc. Cuộc diễn tập phi đạn ở Okinawa là một phần trong 18 ngày tập trận được Nhật Bản khởi sự đầu tháng này, với mục đích củng cố khả năng bảo vệ các vùng lãnh thổ ở xa giữa lúc tranh cãi Nhật-Trung về chủ quyền một số hòn đảo tiếp tục căng thẳng. AFP nói không có phi đạn nào thật sự được bắn đi trong cuộc diễn tập ngày 11 tháng 11 trên Okinawa trước sự quan sát của báo giới nước ngoài. Cuộc diễn tập đoạt đảo diễn ra từ ngày 1 tới 18 tháng 11 có sự tham gia của khoảng 34.000 quân nhân, 6 tàu chiến, 360 máy bay chiến đấu cùng với các phản lực F-15 và các hệ thống phi đạn Patriot đất đối không. Okinawa là địa điểm quan trọng cho các phi đạn chống hạm vì nó nằm một bên trên eo biển chính mà các tàu Trung Quốc phải đi qua nếu muốn vào Thái Bình Dương. Tokyo nói cuộc tập trận không nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào, nhưng giới lãnh đạo Nhật đã công khai bày tỏ quan ngại trước các tuyên bố chủ quyền leo thang của Trung Quốc.